rồi, ok, chào tất cả các chị gái luôn này. Chị gái nào mình đang tham gia livestream nhanh chóng cho xin dấu chấm tương tác được không nào? Ngày hôm nay em sẽ tặng, ngày hôm nay em sẽ tặng free ạ, tặng free áo kaki lót lông cừu tiền triệu, ngày hôm nay tặng free luôn đấy ạ, được chưa nào? Đúng rồi, đầu tiên nhá, đầu tiên em sẽ tặng free một con áo khoác kaki lót lông cừu như em mặc trị giá tiền triệu luôn. Đối với chị gái nào ngày hôm nay có câu trả lời đúng các trẻ nhá, ngày hôm nay chỉ cần có câu trả lời đúng thôi là bên em sẽ tặng free luôn, được chưa nào? Đúng rồi, ok, em chào tất cả các chị luôn này, đúng rồi, ok này. Các chị gái nhớ rồi em, ngày hôm nay chị gái nào mình cứ có câu trả lời đúng là mình sẽ được tặng ngay một con kaki lót lông cừu hàng tiền triệu này luôn, được chưa nào? Các chị nhớ rồi em này, rồi ok, đúng rồi, áo này bao nhiêu tiền ạ? Rồi cái áo này tí nữa các chị ở lại livestream em sẽ bán cho chị với giá cực kỳ sốc luôn, chỉ có 100 bạc thôi, được chưa nào? Chỉ có 235.000 cho con kaki này thôi. Nhưng mà đầu tiên em sẽ tặng free ạ, đầu tiên em sẽ tặng free cho chị gái nào mình có câu trả lời đúng, được chưa nào? Đúng rồi, câu hỏi ngày hôm nay của bên em cực kỳ là đơn giản các chị nhá, dễ chơi, dễ trúng và dễ nhận tưởng luôn. Chỉ cần chúng ta làm gì ạ? Có câu trả lời đúng là bên em tặng luôn các chị này. Đúng rồi, em thấy tất cả các chị gái mình luôn, chào tất cả các chị gái mình, bởi vì rất là nhiều chị gái mình đang để lại dấu chấm rồi. Em chào tất cả mọi người luôn này. Đúng rồi, mọi người bắt đầu vào bán câu trả lời đi. Con gì mà không có xương ạ? Rồi cái chị gái nào ngày hôm nay mình có câu trả lời đúng mình được tặng quà cơ mà. Mình được tặng một con khoác kaki hàng hiệu này cực kỳ là xinh luôn cho em, được chưa nào? Cực kỳ là ấm luôn nhá các chị nhá. Kaki lót lông cừu toàn thân luôn các chị ơi. Lót lông cừu toàn thân, toàn ở bộ vần ở bên trong luôn các chị nhìn cho em này. Lót lông cừu các chị nhá. Kaki lót lông cừu này, con gì mà không có xương. Theo các chị là comment cho em câu trả lời rồi kìa, không có xương thì kể tới ngày mai cũng chưa hết ạ. Rồi kìa, chị thật là vui tính, nhưng mà đây này, kể tới ngày mai nhưng mà mấy trăm chị đang tham gia livestream như thế này, kiểu gì cũng có chị đúng cho em nhá. Con đúng gì rồi mà không có một cọng xương nào luôn các chị ơi. Đúng rồi, nhanh chóng vào comment cho em câu trả lời mọi người nghĩ là đúng nhất và kèm cho em, kèm cho em gì ạ? Rồi cái câu trả lời đúng thôi các chị ạ. Đúng rồi, chỉ cần có câu trả lời đúng thôi là mình được tặng luôn. Tí nữa chị nào mà không trả lời đúng em gợi ý sau. Em tặng free các chị ạ nhá. Em tặng free một con áo khoác kaki lông cừu như em mặc, nhìn thấy em không? Nhìn thấy tất cả các chị gái mình luôn. Con gì đây mọi người ơi? Con gì mà không có một cọng xương nào đây? Con gì mà không có một cọng xương ạ? Rồi cái áo này tí nữa bên em quay ra xả với cái giá cực kỳ là sốc luôn. Nhưng mà đầu tiên em sẽ tặng free cho chị gái nào mình trả lời đúng nhá. Rồi. Và đầu tiên bởi vì sao? Đây là cái lô 2.000 áo kaki đầu tiên của em, hàng xuất nhá chị nhá. Hàng xuất mặc chuẩn Âu luôn, được chưa nào? Đáp án của bên em có hai từ các chị ơi. Hàng xuất làm chuẩn Âu, nhưng mà hàng Âu thì tận tiền triệu. Còn hàng này của em là hàng xuất cũng rất là đẹp luôn, rồi ok. Con ruồi, con sông, con bạch tuộc à, con bạch tuột à, rồi ok. Con mắt, con đỉa rồi ok. Con đỉa chưa? Đúng rồi. Con muỗi chưa? Đúng rồi các chị ơi. Con giun chưa? Đúng rồi. Con gì đây các chị ơi? Con gì mà không có một tí xương nào đây? Ngày hôm nay áo Pascal Nena mặc nó đã về full màu rồi các chị ơi. Về full màu và về full size rồi. Cho nên chị gái nào ngày hôm nay cứ có câu trả lời đúng là bên em tặng luôn các chị nhá. Cứ có câu trả lời đúng là bên em tặng này. Đúng rồi, con sứa này, rồi con sông ạ, rồi cái con đỉa, con giun, rồi cái rất là nhiều những cái loại động vật luôn này. Đúng rồi, các chị ơi, nhớ cho em này. Các chị gái nhớ cho em ngày hôm nay để mình chắc cú được tặng quà. Mình comment cho em câu trả lời kèm 10 lần chia sẻ. Các chị chia sẻ vào 10 hội nhóm cho em. Con gì ạ? Rồi cái con suối ạ? Rồi cái con này là một con vật nhá. Em gợi ý luôn, đây là một loại động vật ạ. Đúng rồi, ok, nhiều con lắm em à. Rồi cái nhiều con đến mức độ nào? Nhanh chóng liệt kê cho em đi nào các anh chị gái ơi. Rồi cái con ma, rồi cái nhanh chóng vào con nào. Con gì mà không có xương luôn, không có một tí xương rồi nha các trẻ nhá. Nhìn cho em này, và đây là một loại động vật mọi người nhá. Đúng đây rồi, là một loại động vật. Đúng rồi các chị ơi, rồi ok, các chị comment cho em câu trả lời đi ạ. Nhớ cho em chị gái nào ngày hôm nay mình có câu trả lời đúng và mình chia sẻ buổi live 2 lần về tường cá nhân, 10 lần về các hội nhóm là mình được mua, mình được tặng một free ạ. Rồi cái con rắn các chị cứ comment cho em đi nào. Đúng rồi, comment thoải mái cho em nhá, comment thoải mái cho em. Đầu tiên cứ nghĩ là câu trả lời là gì, comment cho em câu trả lời là đó, và nhớ là chia sẻ livestream cho em các chị nhá. Đúng rồi, con sông, con cá mực à, rồi cái con này của em là con vật các chị nhá. Con này của em là con vật và có 2 từ. Đáp án của bên em là có 2 từ và đây là một loại con vật các chị nhá. Con bạch tuộc chưa? Đúng rồi, đáp án chỉ có 2 từ thôi chị gái ơi. Đúng rồi, đáp án ngày hôm nay của bên em chỉ có duy nhất 2 từ các chị nhá, và đây là một loại động vật đấy ạ. Đây là một loại động vật có thật các chị gái ơi. Rồi okay, con giòi ạ. Rồi okay, con gì đây? Con sứa. Rồi okay, em thấy rất là nhiều những cái đáp án khác nhau rồi. Em đang thấy rất là nhiều những cái đáp án khác nhau rồi. Các chị gái mình quay ra chia sẻ livestream cho em đi nào. Rồi okay, này, con sâu này, con ruốt này, rồi okay, này, con gì đây? Con rượi ạ. Rồi okay, con cá đuối. 3 từ rồi chị gái ơi. Đáp án ngày hôm nay của bên em chỉ có duy nhất 2 từ thôi các chị gái nhỉ. Đáp án ngày hôm nay của bên em chỉ có duy nhất 2 từ thôi. Nhanh chóng vào comment cho em đi nào. Đúng rồi. Ngày hôm nay là gì ạ? Một chiếc áo alpaca cực kỳ là xinh em em ạ. Trị giá bao nhiêu tiền ạ? 1 triệu đồng luôn các chị gái nhỉ. Trị giá 1 triệu đồng ngày hôm nay tặng cho chị gái nào. Rồi lót lông cừu cực kỳ là ấm luôn các chị gái. Đúng rồi các chị ơi, nhớ giúp em là chị gái nào ngày hôm nay mình có câu trả lời đúng và mình chia sẻ buổi live cho em 2 lần về tường cá nhân, 10 lần về các hội nhóm giúp em là mình được tặng nhá. Em nói luôn, em tặng free chứ em không bán rẻ hay bán gì đâu. Em tặng free luôn, bởi vì câu hỏi ngày hôm nay từ nãy giờ chị nào chưa có chị nào có câu trả lời đúng luôn. Con gì mà không có xương các chị ơi? Con gì ạ? Đáp án có 2 từ. Đáp án có 2 từ nào. Rồi, rất là nhiều chị gái mình comment là con giun này, con sứa này. Em bắt đầu chuẩn bị gợi ý các chị nhỉ. Em bắt đầu chuẩn bị gợi ý đây. Rồi cái áo bao nhiêu tiền ngày hôm nay tí nữa bên em quay ra xả giá sốc luôn này. Ok này, con dốc, rồi cái con sứa này. Em đã bảo rồi, đây là một loại động vật. Đúng rồi các chị gái ơi. À, đúng rồi. Áo này của em từ 500.000 ngày hôm nay em sẽ xả cho các chị gái với giá chỉ có 235.000 thôi. Nhưng mà đầu livestream em sẽ tặng free cho chị gái nào mình chia sẻ livestream. Thanh Duyên có thấy các chị ơi, em có thấy các chị gái luôn, nhưng mà các chị nhớ cho em này, comment đang bị dừng lại. Chị gái nào ngày hôm nay mình muốn tặng mình comment nhanh cho em được chưa nào? Áo 235.000 các chị ơi. Áo 235.000 nha, nhưng mà đầu tiên em sẽ tặng free. Tặng free cho chị gái nào mình nhiệt tình rồi. Cái con giun chơi đúng rồi, con rắn chơi đúng rồi. Con này của em có 2 từ các chị ơi. Đúng rồi, đây là một loại động vật các chị ái nhỉ. Đây là một loại động vật các chị ái ơi. Chia sẻ livestream cho em đi nào, tăng người thân, bạn bè vào đây đi để cùng đoán các chị ái nhỉ. Cùng đoán câu hỏi, bởi vì sao ngày hôm nay 100% chị gái nào mình cứ có câu trả lời đúng là bên em tặng quà các chị ái nhỉ. Áo này giá là 235.000 các chị ơi. Áo 500.000 bây giờ bán 235.000, nhưng mà đầu livestream, nhưng mà 5 phút đầu livestream sẽ tặng free nhá. Tặng free, ai cứ có câu trả lời đúng nổi vào đây là em tặng. Ai cứ có câu trả lời đúng thấy Tuyết Anh luôn này. Rồi ok, chị nào mà đúng rồi, chị nào mình muốn mua ở lại livestream chờ 2 phút nữa nhá. Chờ 2 phút nữa các chị ơi. Nhớ tụi em chị gái nào mày ngày hôm nay mình có câu trả lời đúng. Con gì mà không có xương. Bây giờ nhá, rồi ok, 1 phút nữa nhá. 1 phút nữa nếu các chị không có câu trả lời đúng, em sẽ gợi ý và em sẽ tặng cho 10 người mình có câu trả lời đúng và nhanh nhất cho em được chưa nào? Đúng rồi, ok để em thấy tất cả các chị gái mình luôn. Ok, cá khoai ạ, đây là một loại con các chị gái nhá. Đây là một từ con, từ con chắc chắn là từ con từ đầu rồi. Từ con chắc chắn là đứng đầu tiên rồi các chị gái ơi. Nhanh chóng quay ra chia sẻ livestream cho em đi nào. Nghe vẻ là không có ai trả lời đúng à? Chia sẻ và chia sẻ đi. Em bắt đầu chuẩn bị gợi ý đây, chuẩn bị gợi ý để cho các chị gái mình ra cái đáp án đúng nhất các chị gái nhỉ. Ok này, con đỉa rồi. Rồi okay, con rết này, con gì đây? Con giun nào, rồi okay, con dế, rồi okay, rất là nhiều những cái đáp án khác nhau rồi. Nhưng mà không biết đáp án ngày hôm nay là gì đấy các trẻ ơi. Đáp án ngày hôm nay của bên em có 2 từ ạ. 2 từ và 2 từ. Các chị ơi, nhớ giúp em nếu mà các chị ngày hôm nay không có ai trả lời đúng. Em sẽ phải gợi ý và em sẽ tặng cho 10 người mình có câu trả lời đúng và nhanh nhất cho em. Con gì mà không có xương. Rồi ok. Đúng rồi các chị ơi, nhớ giúp em là comment cho em câu trả lời kèm chữ đã chia sẻ nếu các chị nào đã chia sẻ rồi cho em được chưa nào. Chia sẻ cho em 2 lần về tường cá nhân, 10 lần về các hội nhóm tính đến thời điểm. Con dê chưa đúng rồi, con sứa chưa đúng rồi, con đệm chưa đúng rồi. Đúng rồi. Con tép có xương các chị ấy nhỉ. Đây con này nó sẽ không có một tí xương nào đâu các chị ơi. Một cọng xương cũng không có, một cái xương răm bé tí cũng không có luôn nha. Ok này, con trùng chưa chính xác đâu chị gái ơi. Con lắm chưa phải đâu, con cua có xương chị gái nhá. Rồi ok, con giun chưa chính xác rồi các chị gái ơi. Con này là một loại động vật có thật này, em bắt đầu chuẩn bị gợi ý nha. Em đây, em sẽ gợi ý luôn, con này nó chỉ bé bằng cái đầu ngón tay em thôi các chị gái ơi. Con này nó chỉ bé bằng đầu ngón tay em thôi các chị gái ạ. Nhanh chóng vào comment cho em nhá. Con này ở rồi, đúng rồi các chị ơi, em gợi ý luôn này, đáp án của bên em đây các chị ơi. Con này của em là con gì đấy các chị ơi. Nhớ tụi em là chị gái nào mà cảm thấy mình có câu trả lời đúng rồi, mình phải nhớ chia sẻ cho em 2 lần về tường cá nhân, 10 lần về các hội nhóm cho em được chưa nào. Rồi ok, những chị gái nào mình có câu trả lời đúng kèm chữ đã chia sẻ em mới tặng quà được chưa nào. Đúng rồi, không chia sẻ livestream này em không tặng quà các chị gái nhỉ. Rồi ok này, con giun, con sứa em đã bảo rồi. Đây cái con vật này của bên em là gì ạ? Nó ở trên bờ các chị gái nhỉ. Nó ở trên bờ, nó ở trên bờ. Đúng rồi các chị ơi. Đáp án của bên em có hai từ, từ đầu tiên là từ con rồi. Bây giờ em đã phải đưa ra gợi ý như này thì em sẽ dành tặng Free. Dành tặng Free bao nhiêu suất ạ? Dành tặng 10 suất ạ. 10 suất Free cho 10 người. Mình có câu trả lời chính xác và chia sẻ nhiều nhất buổi live ngày hôm nay. Nhớ tụi em là để được tặng quà, chia sẻ cho em tối thiểu 10 lần và các hội nhóm cho em. Tối thiểu 10 lần và các hội nhóm cho em được chứ nào? Áo ngày hôm nay em xả bao nhiêu tiền ạ? Đúng rồi, áo kaki nên em mặc hoàn toàn 100% là lót lông cừu. Tí nữa bên em quay ra xả giá cực kỳ là sốc, chỉ 235.000 thôi. Nhưng mà đầu livestream em sẽ tặng Free cho chị gái nào mình có câu trả lời đúng các chị gái ơi. 10 chị gái, 10 chị gái đầu tiên các chị gái nhà, không biết là anh trai hay chị gái nào, 10 chị gái sẽ có câu trả lời đúng và chia sẻ đủ buổi livestream cho em được chứ nào? 2 lần về tường, 10 lần hội nhóm. Chị gái nào mình có câu trả lời rồi thì nhanh chóng comment cho em, nhanh chóng comment cho em câu trả lời kèm chữ đã chia sẻ được chứ nào? Tính đến thời điểm bây giờ đã có người trả lời đúng rồi, nhưng mà người đấy chưa chia sẻ đủ các chị ơi, thật là buồn quá đi thôi. Đúng rồi các chị ơi, nhớ là đừng quên mình phải chia sẻ livestream cho em nhá. Có câu trả lời đúng mà mình không chia sẻ livestream là mình bị mất quà này. Đúng rồi, ok này, hiện tại bây giờ em đang thấy 5-6 chị rồi. 5-6 chị đang có câu trả lời đúng đáp án ngày hôm nay của bên em rồi. Nhưng mà em chưa nhìn thấy cái chữ đã chia sẻ của chị đấy đâu cả. Em chưa nhìn thấy chữ đã chia sẻ đâu các chị gái ơi. Nhớ là comment cho em câu trả lời kèm cho em chữ đã chia sẻ. Và thực sự là chia sẻ buổi live ngày hôm nay của bên em tối thiểu 2 lần về tường, 10 lần hội nhóm cho em các chị gái nhỉ. Các chị gái mình sẽ có cơ hội tặng ngay và tặng luôn một cái áo parka cực kỳ là xinh nha em đang mặc trên người. Màu mè size số chọn thoải mái cho em, bởi vì sao? Hiện tại bây giờ bên em đã về full màu nữa chả nhỉ? Về full màu nữa này, rồi cái cá mập. Tặng Free các chị ơi, rồi cái con cá mập chưa đúng rồi. Đúng con rồi. Này của em ấy nó ở trên cạn. Rồi cái con này của em nó ở trên cạn các chị ơi, đúng con bướm ạ. Rồi kìa, con này không có tí xương là luôn, đúng rồi. Con bướm không có xương nhưng mà chưa đúng rồi. Đáp án của em có hai từ các chị nhá. Từ đầu tiên là con ve chó ạ, chưa đúng rồi. Các chị ơi, nhớ tụi em này, có câu trả lời đúng rồi. Kìa, nhớ tụi em này, có con ve chó. Đây này, các chị gái mình nhìn cho em gợi ý của bên em nhá. Gợi ý của bên em đây, từ đầu tiên là từ con ạ. Từ thứ hai của bên em gồm mấy chữ cái ạ? Gồm 5 chữ cái các chị nhá. Gồm 5 chữ cái và con này nó không hề có một tí xương nào luôn các trái ơi, không hề có một tí xương nào luôn. Ủa giời, nóng quá các trái ơi. Áo lót hoàn toàn 100% là lót lông cừu này. Đúng rồi, ok này, con giọng là rồi, cái con giọng là con gì em chưa nghe thấy bao giờ luôn. Ok này, con này là một loại động vật có thật cơ mà các trái ơi. Đây là một loại động vật có thật. Đây là một loại động vật có thật các trái nhá. Các chị em đi gợi ý này. Con gì mà không có xương rồi cây chị nào ngày hôm nay mình có câu trả lời đúng mình tặng ngay con áo khoác này cho em. Mình được tặng ngay cho em được chưa nào? Con này của em này rồi cây, bây giờ em gợi ý này nhá. Bây giờ em đi vào gợi ý này. Con này của em này mà đến. Đúng rồi. Em gợi ý này nó, con này nó biết bay chị ơi. Con này nó biết bay chị nhá. Con này nó biết bay rồi. Cái con đường chưa đúng rồi. Con này nó biết bay. Con nhộng chưa biết bay đâu. Con này nó biết bay chị ơi. Con này nó biết bay và nó ở trên cao. Nó ở trên cạn à, rồi kìa, con này nó biết bay các chị ơi. Nhớ tụi em này chia sẻ cho em đi nào. Chị nào mà chia sẻ rồi, chị nào mà nghe em gợi ý thì comment cho em câu trả lời kèm chữ đã chia sẻ nhá. Và chia sẻ cho em 10 lần. Chị nào cứ có chữ đã chia sẻ vào kiểm tra. Và nhớ tụi em dành tặng 10 suất cho 10 chị mình có câu trả lời đúng. 10 chị con các chị gái ơi, ngày hôm nay không phải là tặng chị nào chia sẻ nhiều, ngày hôm nay không phải là tặng chị nào có câu trả lời nhanh nhất, mà tặng 10 chị có lượt chia sẻ nhiều nhất cho em ạ. Con này là bé bằng thế này các chị ơi. Nó bé bằng thế này các chị ơi. Rồi cái nhớ rồi em này, em đã thấy có câu trả lời đúng rồi, nhưng mà chưa chia sẻ đâu nha. Nhớ tập trung vào cho em, đã thấy có câu trả lời đúng nhưng chưa chia sẻ là chưa được tặng quà đâu. Đúng rồi, mọi người nhớ là phải chia sẻ livestream cho em nào. Nếu mà chị gái nào mình cảm thấy mình chơi được thì mình chơi, chứ đừng có vào đây mà văng tục chửi bậy các chị gái nhá. Những cái thành phần đấy là em chặt luôn đấy các chị ạ. Mình cảm thấy mình chơi được. Con bướm chưa đúng rồi các chị ơi. Con này là con gì ạ? Rồi cái con này là con gì. Con này bẩn cực kỳ luôn. Con này bẩn luôn các chị nhá, bẩn bựa cực kỳ luôn. Con muỗi chưa đúng không các chị ơi? Con này to hơn con muỗi nhá. Nhớ comment câu trả lời kèm chữ đã chia sẻ. Ai không có chữ đã chia sẻ là tức là chưa chia sẻ, là em chưa tặng quà đâu nào, được chưa nào? Tặng 10 suất cho 10 chị mình có lượt chia sẻ nhiều nhất. Tối thiểu là phải được 10 lần chia sẻ cho em nhá. Đúng rồi, không chia sẻ livestream em lập tức hủy quà các chị nhá. Không chia sẻ livestream là em lập tức hủy quà này. Con chuồn chưa chính ra đâu chị gái ơi. Con muỗi bé quá, con này to hơn con muỗi này, con này bằng đúng cái đầu ngón út, tay ngón út em. Các chị gái mình có nhìn thấy ngón út em không ạ? To đúng bằng đầu ngón út em thôi các chị nhá. Và con này em nói thật luôn, người ta thường bảo là trong mỗi bữa cỗ con này không mời mà đến các chị nhá. Đúng rồi, con này nha các chị ơi, con này là người ta gọi là con ruồi cụ à, rồi kìa, con ruồi cụ à, rồi kìa, con cụ ruồi luôn, con cụ tổ của ruồi luôn các chị ơi. Con này nó thế này này, rồi kìa các chị ơi. Nhớ giúp em này, nhớ giúp em, chị nào ngày hôm nay mình có câu trả lời đúng Comment cho em câu trả lời kèm chị đã chia sẻ con nhộng là sai chắc cú rồi. Đúng con rồi. Nhộng sao các chị cứ comment con nhộng nhỉ? Em đã nói là con này biết bay cơ mà. Đúng rồi. Con này bay biết bay. Biết chị bay. Nào mà mình có câu trả lời đúng mình comment nhanh này vào đây cho em. Đúng có rồi. Câu trả lời đúng mình chia sẻ cho em 10 lần và các hội nhóm và 2 lần trên trang cá nhân. Quay vào đây comment nhiệt tình cho em. Áo kaki ngày hôm nay chỉ có 235.000 thôi. Rồi, 500.000 ngày hôm nay áo kaki chỉ có 235.000 nhưng mà đầu livestream tặng quà đã nào. Rồi cái đã thấy tiếp tục có câu trả lời đúng rồi nhưng mà chưa đã chia sẻ nào. Em đã bảo rồi các chị gái ơi, mình nhớ là kèm cho em những cái ký tự đặc biệt để comment của mình luôn lên, luôn được nổi lên hàng đầu để em có thể nhìn thấy các chị gái nhỉ. Em đã bảo rồi con này có cánh và biết bay và nó được gọi là cụ của ruồi các chị gái nhỉ. Thường gọi là cụ của ruồi các chị gái, con này cực kỳ là bẩn luôn. Con này cực kỳ là bẩn luôn, nó bâu vào đâu là bẩn ở đấy luôn các chị gái nhỉ. Nó bâu ở đâu là bẩn đúng ở rồi. Đấy luôn. Bâu ở đâu đẻ trứng ở đấy, mẹ nói ra là sẽ dùng mình các chị ơi. Con này rất là bẩn luôn các chị nha. Con này biết bay. Và các chị nhớ giúp em là chị gái nào ngày hôm nay mình có câu trả lời đúng, mình phải comment cho em chữ đã chia sẻ. Nhớ là nếu mà các chị nào, bên em sẽ bảo kiểm tra những chị gái nào có câu trả lời đúng kèm chữ đã chia sẻ. Còn nếu không có chữ đã chia sẻ không bao giờ có mùa xuân được tặng quà đâu, bởi vì cái áo này trị giá 235.000. Ở ngoài thị trường em đang bán buôn, để ngoài thị trường đang bán là 500 đến 650. Mà ngày hôm nay em bán cho các chị với giá chỉ có 235.000 thôi. Đầu livestream tặng 10 suất. Đầu livestream tặng 10 suất để trải nghiệm sản phẩm. Cho ai có câu trả lời đúng kèm chữ đã chia sẻ. Em dành cho chị 1 phút 30 giây cuối cùng ạ. 1 phút 30 giây cuối cùng để mọi người tập trung vào cho em nào. Đúng rồi, comment cho em những cái ký tự đặc biệt để cái comment của các chị gái luôn luôn được hiển thị đi nào. Luôn luôn được hiển thị và ưu tiên hàng đầu đi các chị gái ơi. Comment cho em đi nào các chị gái ơi. 10 suất đầu tiên các chị gái nhỉ. 10 suất đầu tiên. Ok, cảm ơn chị gái nào mình đã chia sẻ nhiều nhưng mà hội nhóm nó bị chặn, em cảm ơn các chị gái mình luôn. Đúng rồi, các chị ơi, nhớ cho em bây giờ hội nhóm nó chặn rất là nhiều. Đúng rồi. Cho nên là mình nhớ là chia sẻ với những hội nhóm không chặn cho em được chứ nào. Bây giờ em sẽ đưa vào gợi ý và chuẩn bị quay ra bán hàng. Đáp án của bên em ngày hôm nay em nhớ em nói luôn này, em tặng cho 10 chị mình có lượt chia sẻ nhiều nhất. Bởi vì câu trả lời em đã gợi ý như này là sát nút rồi. Nói thẳng luôn, đáp án của bên em ngày hôm nay là gì ạ? Rồi ok. Các chị có đúng rồi. Đáp án ngày hôm nay của bên em xin phép chuẩn bị công bố đáp án. Và các chị dành cho các chị đúng 5 phút để các chị quay vào chia sẻ cho em, bởi vì bây giờ hội nhóm nó chặn nhiều. Nếu mà ngay bây giờ em chốt chắc chắn là đến 90% các chị trượt mini game, trượt được tặng áo luôn. Bởi vì sao? Hội nhóm nó còn chờ duyệt rồi nó còn chặn nữa. Cho nên là các chị nhớ cho em dành cho các chị đúng 5 phút để các chị mình quay vào bình tâm chia sẻ cho em làm sao cho nó đủ số lượt chia sẻ. Sau đó 5 phút nữa quay vào đây em bắt đầu công bố toàn bộ những chị gái nào, 10 chị gái mình có câu trả lời đúng và mình chia sẻ nhiều nhất từ trên xuống dưới. Hiện tại tính đến thời điểm bây giờ số lượt chia sẻ nhiều nhất đã lên tới là con số 47 lần rồi. Còn bây giờ em xin phép công bố luôn đáp án ngày hôm nay. Con gì mà không có xương? Đáp án chính là con nhặng các chị nhá. Con nhặng. Con nhặng là câu trả lời chính xác ngày hôm nay. Em dành, em xin chúc mừng tất cả những chị gái nào mà mình có câu trả lời đúng là con nhặng kèm chữ đã chia sẻ. Sau đó dành cho chị đúng 5 phút để các chị chia sẻ. Em dành cho chị 5 phút để trước khi đóng cổng chia sẻ. 5 phút bắt đầu. Còn bây giờ trong cái lúc chờ đợi 5 phút mà các chị chia sẻ, em sẽ quay ra giới thiệu sản phẩm cho những chị nào mà không có muốn chia sẻ và đã bị chặn rồi, được chưa nào? Đúng rồi các chị gái nhá. Hiện tại bây giờ đến thời điểm này hệ thống kỹ thuật bên em đã báo lại là có tới 54 chị các chị gái nhá. 54 chị trong số vài trăm chị đang tham gia livestream ngày hôm nay có câu trả lời đúng là con nhặng và có chữ đã chia sẻ các chị gái nhá. Bây giờ bên em cho bên em xin phép được vài phút các chị gái nhá. Cho bên em xin phép được vài phút để bên em vào trang cá nhân kiểm tra tất cả các chị gái mình có câu trả lời là gì ạ? Con nhặng kèm chú đã chia sẻ. Còn bây giờ trong lúc 10 phút đó để hệ thống kỹ thuật bên em vào trang cá nhân kiểm tra tất cả các chị gái, cho phép bên em xin phép được quay ra giới thiệu sản phẩm để những chị gái nào mình không muốn chơi mini game mình vẫn có thể được mua sản phẩm như em đã mặc, được chưa nào? Mã sản phẩm ngày hôm nay của bên em đó chính là áo khoác kaki như em đã mặc các chị gái nhỉ. Áo khoác kaki như em đã mặc hiện tại bây giờ tính đến thời điểm này nó đang về full màu và full size đầy đủ, tất cả là 5 tông màu. Tông màu rêu như Manakanh đang mặc, em đang mặc trên người đó là tông màu đỏ đô này, tông màu gì ạ? Tông màu đen, tông màu hồng và cuối cùng là tông màu vàng. Hàng có đầy đủ 3 size, size S, size M và size L, từ 40 đến bao nhiêu kg ạ? Từ 40 đến 60 kg là mình có size vừa cho em này. Chị gái nào ngày hôm nay mình ưng mã sản phẩm áo như em đang mặc, nhanh chóng để lại cho em đúng cấu trúc đó chính là gì ạ? Xả áo khoác xả kaki kèm màu, cộng cho em số điện thoại là bên em vào lơ đơn các chị nhỉ. 500.000 ngày hôm nay bên em xả toàn bộ đồng giá 235.000 các chị ơi. 500.000 xả đồng giá 235.000. Chị gái nào ngày hôm nay mình ưng mã sản phẩm này, nhanh chóng để lại cho em đúng cấu trúc đặt hàng đó chính là gì ạ? Xả kaki kèm màu, cộng cho em số điện thoại toàn thân 100% là lót lông các chị nhỉ. Lót lông cực kỳ là dày dặn luôn. Quan trọng là hàng có đầy đủ 3 size, size S, size M và size L. Trong khoảng cân nặng từ 40 đến 60 kg là mình có size vừa cho em luôn. Đặt hàng chốt nhanh cho em này. Hàng có đầy đủ 5 màu: màu rêu, màu đỏ đô, màu đen, màu hồng và cuối cùng là tông màu vàng. Dáng là dáng chùm mông các chị nhỉ. Em cao 1m68, nặng 50kg, em chỉ mặc size S. Tùy chiều cao cân nặng bên em sẽ lựa chọn size phù hợp. Chị gái nào mình đặt hàng nhanh chóng để lại cho em đúng cấu trúc đi nào. Xả kaki kèm màu cộng số điện thoại các chị gái ơi, quá là đẹp luôn. Hàng chuẩn ao các chị gái nhá, hàng này là hàng xuất luôn đấy ạ. Nếu mà hàng ao thật của nó là hơn 1 triệu. Giá nó chỉ dài hơn đến đây một tí thôi. Nhưng mà bên em đây là sử dụng đây kiểu dạng hàng xuất để cho các chị gái mình, người thấp cấp cũng có thể mặc được. Cho nên là bên em bán số lượng lớn. Giá chỉ có bao nhiêu tiền ạ? 235.000 một con thôi. Chị gái nào mình đặt hàng nhanh chóng để lại cho em đúng cấu trúc đó chính là gì ạ? Xả kaki kèm màu. Đúng rồi, xả kaki kèm màu cộng số điện thoại giúp em là mình có đơn. Các chị nhớ giúp em này, hàng này của bên em là hàng xuất. Hàng này của em là hàng xuất, của em có 5 màu: màu đỏ đô, màu rêu, màu đen, màu hồng và màu rố kê, có 5 màu luôn. Xả kaki kèm màu cộng số điện thoại giúp em là mình có đơn. Ngày hôm nay các chị ơi, các chị nhớ giúp em này, năm bên em về lô 2.000 áo nhưng mà em chỉ mở ra đúng 35 suất để bán cho các chị với giá là bao nhiêu tiền ạ? Với giá là 235.000 rồi kê. Các chị nhớ giúp em, mình chia sẻ rồi nhưng mà chờ một chút để hệ thống kiểm tra nhá chị nhá. Xả kaki kèm màu cộng số điện thoại giúp em là mình có đơn. Nhớ có số điện thoại mình mới có đơn hàng. Xả kaki kèm màu cộng số điện thoại cho em đi nào. Đúng rồi, có đầy đủ tất cả là mấy tông màu ạ? Đầy đủ tất cả là 5 tông màu các chị nhỉ. Em đang mặc đây là tông màu đỏ, ngoài ra còn có tông màu đen, tông màu hồng, tông màu vàng và cuối cùng là tông màu đen. Nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái cho em, hàng không phải kaki lót lông kiều không lấy tiền cho em. Xả kaki kèm màu cộng số điện thoại, màu của nó là màu xanh rêu, màu đỏ, màu vàng và màu hồng. Chị nào mình muốn mua comment chốt nhanh cho em, chỉ có 35 suất để bán cho 35 chị nhanh tay nhất thôi. Xả kaki kèm màu cộng số điện thoại cho em là mình có đơn được thế nào? 235.000 và 235.000. Chất liệu kaki nhung mặc cực kỳ là mềm, bao đẹp cho các chị luôn. Mặc các chị ơi giặt này. Các chị ơi, chất liệu kaki của em này kaki nhung nhá các chị nhá, giặt không bao giờ nát luôn và đặc biệt là lót lông cừu. Được chỗ nào? Kho buôn ở Hà Nội chị. Đúng rồi, bên em là kho buôn ở Hà Nội các chị nhá. Từ 500.000 ngày hôm nay bên em chỉ xả cho đúng duy nhất 35 suất đầu tiên. Hiện tại bây giờ em đang live tận 3 máy luôn nhá. Tất cả những chị gái nào mình có để lại đúng cấu trúc đó chính là gì ạ? Xả kaki kèm màu cộng số điện thoại là bên em vào đơn 235.000 một áo rồi các chị ơi. Có đầy đủ tất cả là 5 tông màu: tông màu xanh rêu, tông màu đen, tông màu hồng, tông màu vàng và cuối cùng là tông màu đỏ đô. Các chị ấy mình nhìn cho em này, hàng chuẩn ao mũ cực kỳ là rộng rãi luôn, không phải là hàng đểu đâu nhá. Khi mà các chị gái mình nhận cái áo khoác kaki này, cái lông này nó hơi rúm rúm một chút xíu, các chị gái mình chỉ cần vẩy 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 như thế này là lông bắt đầu nó lại mượt và suôn ra này. Đặt hàng chốt nhanh cho em, bên em kho buôn ở Hà Nội, không phải là bán hàng tại shop chị gái ơi. Kaki, áo kaki em đang mặc có đầy đủ tất cả là 5 tông màu, 3 size S, M và L. Từ 40 đến 60 kg là mình có size vừa cho em. Đặt hàng chốt nhanh cho em đó chính là gì ạ? Xả kaki kèm màu cộng số điện thoại, quá trời. Chỉ có 235.000 thôi. Chị nào mình đặt hàng comment cho em là xả kaki kèm màu cộng số điện thoại. Rồi ok, đúng rồi, chỉ có 235.000 thôi cho 35 chị nhanh nhất thôi. Bởi vì sao? Em chỉ chuyên đóng buôn, em bán buôn đã là 245.000 rồi. Nhưng em bán lẻ như này để lấy feedback thôi, bán rẻ như thế này để lấy feedback thôi. Cho nên chị nào mình lấy mình chốt nhanh cho em, chỉ có 235.000 cho 35 chị nhanh nhất thôi, được chưa nào? Đúng rồi, đặt hàng chốt nhanh cho em đó chính là gì ạ? Xả kaki kèm màu cộng số điện thoại, bên trong hoàn toàn 100% là lót lông cừu. Nhận hàng bên em cho các chị gái mình kiểm tra hàng thoải mái, không lót lông cừu, không cần phải thanh toán tiền cho em. Các chị gái mình nhìn cho em này. Đúng rồi, kaki, xả kaki cộng màu cộng số điện thoại có 5 màu các chị nhá. Có 5 màu để mọi người lựa chọn luôn. Chị nào mình đặt hàng chốt nhanh cho em nào. Đúng rồi, đó là gì ạ? Tông màu rêu này, tông màu đỏ, tông màu đen, tông màu hồng và cuối cùng là tông màu vàng. Đầy đủ 5 màu và đầy đủ bao nhiêu size ạ? Đầy đủ 3 size luôn các chị nhá. Bây giờ em sẽ chuẩn bị thử cho các chị gái sang tông màu rêu đây. Cực kỳ là ấm luôn, mũ cực kỳ là to luôn các chị nhá. Mình nhìn bên trong cho bên em này. Mặc cái áo này thì thách thức mọi thời tiết luôn cho em này. Đặt hàng chỉ cần để lại cho em đúng cấu trúc đó chính là gì ạ? Xả kaki kèm màu cộng cho em số điện thoại, màu rêu, màu đen, màu hồng, màu vàng và cuối cùng là tông màu đỏ đô nha em ạ. Tông màu nào cũng đẹp, tông màu nào cũng xinh luôn. Ngày hôm nay xả với cái da dốc chỉ có 235.000 một áo các chị nhỉ. Đặt hàng chốt nhanh cho em đó chính là gì ạ? Xả Giả kaki kèm màu cộng số điện thoại giúp em là mình có đơn. Của em có bao nhiêu màu à? Của em có 5 màu. Màu đen, màu hồng, màu vàng, màu trắng. 235.000 các chị gái ơi. Từ 500.000 ngày hôm nay còn 235.000 các chị nhìn cho em. Lót lông kiều toàn thân, vần mũ, vần tay, nói chung là lót tất cả luôn. Không chừa một chỗ nào luôn cho các chị nhỉ. Không chừa một chỗ nào. Xả kaki cộng màu cộng số điện thoại cho em là mình có đơn, được chưa nào? Đúng rồi, xả kaki kèm màu cộng cho em số điện thoại đi nào các chị gái ơi. Đồng giá xả là 235.000 các chị gái nhỉ. Quá là đẹp luôn. Chị gái nào mình đặt hàng chỉ cần để lại cho em đúng rồi. Đang mặc cho mọi người màu xanh rêu các chị nhá. Từ 40 đến 58, 60 cân mình mặc vừa cho em. Đặc biệt ở phần eo này mình có cái phần dây rút, mình có thể rút, mình điều chỉnh luôn cho em. Mũ cực kỳ to luôn cho em. Xả kaki kèm màu cộng số điện thoại. Đặc biệt này, cái viền này của em nó viền đen này. Viền đen này, hàng xuất, hàng chuẩn ao nó một cái viền đen như này. Còn hàng trơn không bao giờ có viền đen này nữa. Xả kaki kèm màu cộng số điện thoại cho em các chị gái ơi. Nhớ tụi em là bao nhiêu tiền ạ? Ok này, ngày hôm nay em xả rất là sốc luôn. Xả 235.000 thôi các chị nhỉ. Đặt hàng chỉ cần để lại cho em đúng cấu trúc đó chính là gì ạ? Xả kaki kèm màu cộng cho em số điện thoại 63kg không vừa đâu chị gái ơi. Đúng rồi các chị ơi, nhớ giúp em này. Riêng cái con này, riêng cái con áo này của em các chị có thể đựng vừa là thoải mái là sạc dự vòng này, điện thoại này, rồi cái dây dợ son vấn lằng nhằng luôn nhá các chị nhá. Xả kaki kèm màu cộng số điện thoại có tất cả là 5 màu. Màu đen, màu hồng, màu vàng, màu đỏ đô và màu xanh rêu luôn. Màu nào cũng bao xinh cho em. Và đặc biệt là chị nào phong cách cá tính này, cá tính trắng trắng một chút, mình mặc màu rêu cho em cực kỳ là chất luôn. Xả kaki kèm màu cộng số điện thoại 63 cân không vừa. Chị nào mình đặt hàng mình để lại cho em đúng cú pháp. Xả kaki kèm màu cộng số điện thoại. Đúng rồi, ok này, chị gái size L này, đúng rồi. Mình có số điện thoại, mình có đơn hàng. Bên em đang quét đơn tự động. Không chả nhẽ lại cứ đọc tên chị này lại chị kia không đọc, cho nên là không, em không đọc tên ai cả. Em đang quét đơn cho tất cả các chị gái mình luôn. Xả kaki kèm màu cộng số điện thoại, giá tiền đang ghim trên kia chỉ có 235.000 cho 35 chị gái mình, nhanh nhất mà thôi, được chưa nào? Xả kaki kèm màu cộng số điện thoại cho em. Đúng rồi, từ nãy đến giờ quá trời các chị gái mình để lại đơn hàng rồi. Bên em chỉ chốt duy nhất cho 35 suất đầu tiên các chị gái nhỉ. 35 suất đầu tiên để lại cho em đúng cấu trúc thôi. Ngày hôm nay về full màu luôn và hàng đẹp, số lượng có hạn. Đến khi nào mà hết số lượng em sẽ dừng cái số livestream này luôn. Cho nên các chị comment thật nhanh cho em. Để chị nào đặt hàng comment cho em là xả kaki kèm màu cộng số điện thoại. Tính đến thời điểm bây giờ tất cả những chị nào để lại số điện thoại đã có đơn hàng rồi đấy ạ. Nhớ rồi, em xả từ bao nhiêu tiền ạ? Rồi ok, em xả rất là rẻ luôn. Từ 500.000 xả chỉ còn có 235.000 thôi. Chị nào mình đặt hàng mình chốt nhanh cho em, được chưa nào? Đúng rồi, 235.000 và chỉ 235.000. Các chị gái mình đã có một cái áo cực kỳ là ấm, bên trong hoàn toàn 100% là lót lông toàn thân luôn các chị nhỉ. Đúng rồi, bây giờ từ tay luôn, màu hồng luôn nhá. Bây giờ sẽ thử cho các chị màu vàng, màu hồng và màu đen. Thử lần lượt và đủ các màu cho mọi người luôn. Xả kaki kèm màu cộng số điện thoại giúp em là để mình có đơn, được chưa nào? Bao nhiêu tiền ạ? Rồi ok, lót lông toàn thân, nhận hàng kiểm tra hàng cho em này. Nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái cho em này. Chị gái nào với phong cách trẻ trung mình lấy màu hồng cho em nhá. Xả kaki kèm màu cộng số điện thoại cho em, được chưa nào? Đúng rồi, xả kaki kèm màu cộng số điện thoại là bên em vào đơn các chị gái ơi. Bao nhiêu tiền ạ? Từ 500.000 ngày hôm nay bên em xả chỉ còn là 235.000 thôi. Em đã vào đơn cho tất cả những chị gái nào mình để lại đúng cấu trúc đi ạ. Rất là nhiều chị gái mình để lại cho em số điện thoại rồi. Ok, em đang vào đơn hết cho tất cả các chị gái mình luôn. Túi là túi hộp 100%, mình có thể được thoải mái cho em tất cả những cái đồ dùng gì mà mình cần luôn cho em nhá. Đúng rồi, đặt hàng chốt nhanh cho em là gì ạ? Xả kaki kèm màu cộng cho em số điện thoại. Hàng có đầy đủ 3 size, size S, size M và size L các chị nhá. Từ 40 đến bao nhiêu kg ạ? Từ 40 đến 65 kg, 60 kg là mình có size vừa cho em thôi. Quá là đẹp luôn này. Bên em có đầy đủ tất cả là mấy tông màu ạ? 5 tông màu: rêu, đen, hồng, vàng và cuối cùng là tông màu đỏ đô. Bao nhiêu tiền? 500.000 ngày nay chỉ là 235.000. Mọi người mặc size L cho em nhá. Xả kaki kèm màu cộng số điện thoại giúp em là để mình có đơn. Của em có tất cả là 5 màu luôn, các chị yên tâm cho em. Hàng chuẩn đẹp luôn, nhận hàng cho kiểm tra hàng. Em bán ở ngoài thị trường là 400-500.000, nhưng ngày hôm nay bán trên livestream để các chị lấy feedback. Em sẽ bán cho các chị với giá siêu rẻ là 235.000. Các chị nhận hàng của bên em chỉ có mơ mà thôi, được chưa nào? Chỉ có phê thôi, được chưa nào? Chị nào đặt hàng comment cho em là xả kaki kèm màu. Các chị đê thêm cho em đôi bốt là quá là xinh luôn này. Đúng rồi, các chị gái mình chỉ cần mặc cho em một cái áo 2 dây cực kỳ là mỏng như em đã mặc, khoác ở ngoài một con áo kaki này, các chị gái mình đã bao ấm cả mùa đông luôn. Thách thức mọi thời tiết cho em không phải nói điều với các chị gái làm gì. Nhìn cho em này, toàn thân 100% là lót lông các chị gái nhà. Lông này có phải là lông bình thường, là lông cừu cực kỳ là mềm mịn luôn. Đấy, tất cả các chị là xả kaki kèm màu kèm số điện thoại là em đều vào đơn hết các chị nhá. Xả kaki kèm màu kèm số điện thoại từ 500.000 ngày hôm nay giảm trực tiếp chỉ còn 235.000 thôi các chị gái ơi. Ok, thử màu xanh rồi, cây đợi em một chút xíu. Em cao 1m68 các chị nhỉ. Em cao 1m68, áo này là áo dáng trùm mông, mũ cực kỳ là to luôn các giá. Mình nhìn cho em này, ui dồi ôi, quá là đẹp luôn. Chỉ có bao nhiêu tiền ạ? 235.000 thôi. Tất cả những chị gái nào mình để lại đúng cấu trúc là em đang vào đơn đấy ạ. Em đang like 3 máy cùng với nhau, cho nên là em không thể nào mà đọc tên được hết tất cả các chị gái mình. Cho nên những chị gái nào mình cứ có số điện thoại là mình có đơn hàng, bên em quét đơn tự động cho em nha. Chị cầm cho em, bây giờ em sẽ thử màu đen này. Quá là xinh toàn luôn. Bộ trần bông bên trong các chị nhá. Trần gì? Trần lông cừu các chị nhá. Đây này, trần hết cả tay cả mũ luôn các chị. Chỉ có giá là 235.000. 5 gam màu cho các chị lựa chọn, màu vàng, màu hồng, màu đen, màu đỏ và màu rêu các chị nhá. Màu nào cũng đẹp, màu nào cũng xinh. Chỉ cần các chị trong khoảng cân nặng từ 40 cho đến 60 cân quay đầu là vừa cái em siêu phẩm này các chị nhá. Đúng rồi, giá chỉ có là bao nhiêu tiền ạ? 235.000 thôi, quá là rẻ luôn đúng không ạ? Bình thường mình chỉ mua một cái áo nỉ đã quá tội 235.000 chưa? Ngày hôm nay mình dinh ngay cho em một cái... 42kg mặc vừa chị ơi, 65kg thì không vừa. Từ 40 cho đến 60 cân các chị lưu ý nhá. Size S, size M, size L từ 40 cho đến 60kg đặt hàng cho em. Sai số sau khi kết thúc buổi live bên em còn gọi điện tư vấn. Các chị nào đặt hàng chỉ cần comment đúng cấu trúc là xả kaki kèm màu kèm số điện thoại, xả kaki kèm màu kèm số điện thoại là đều được hết, đều được lên đơn hàng thành công các chị nhỉ. Đúng rồi, hàng của bên em có đầy đủ là mấy màu ạ? Hàng có đầy đủ tất cả là mấy màu? 1, 2, 3, 4, 5 màu các chị gái ơi. 5 màu, 4 size, 20 sự lựa chọn cho tất cả các chị gái mình luôn. Ok này, không chốt người chúng đợi em một chút xíu nhá các chị nhỉ. Hiện tại bây giờ chị ở bên em đang xuống lấy kết quả rồi cho các chị mình từ từ nhá. Mét 52 chị mặc được sẽ là chùm mông chị nhá. Quá là xinh. 42kg mặc size S chị ơi, không cần phải hỏi size số trên này. Từ 40 cho đến 60 cân là bao vừa cho em. Đặt hàng comment ngắn gọn thôi là xả kaki kèm màu kèm số điện thoại là em sẽ vào đơn các chị nhá. Các chị lưu ý này, cái áo khoác kaki này ngoài thị trường đang bán 500.000 là giá là vô cùng là rẻ rồi. Nhưng mà ngày hôm nay trên livestream này bên em bán cho các chị với giá chỉ bao nhiêu ạ? 235.000 các chị nhá. Đúng rồi, 235.000 có size chị gái nhỉ. Hàng có đầy đủ 3 size, size S, size M và size L. Từ 40 đến 60 kg là mình có size vừa cho em các chị nhá. Các chị gái mình nhìn cho em này, hàng chuẩn, không nó mới có cái viền trắng này, còn hàng đều là nó không có đâu. Màu đen thì viền là trắng, còn tất cả những màu khác viền là đen các chị nhá. Quá là xinh luôn. Thì bên trong lót lông 100% luôn các chị nhá, quá là xinh luôn. Giá chỉ có là bao nhiêu tiền ạ? 235.000 thôi. Ô câu màu vàng trên tường đi chị ơi. Ok, bây giờ em sẽ thử luôn màu vàng đây. Chị gái nào mình đặt hàng chỉ cần để lại cho em đúng cấu trúc đó chính là gì ạ? Xả kaki kèm màu cộng cho em số điện thoại. Có chữ xả mình mua với cái giá 235.000, không có chữ xả vui lòng mua với cái giá là 500 tròn cho em các chị gái nhỉ. Bây giờ em sẽ thử màu gì ạ? Bây giờ em sẽ thử màu vàng cho tất cả các chị gái mình xem luôn. Hiện tại bây giờ em đang live 3 máy. Tất cả những chị gái nào mình có đầy đủ mã sản phẩm, đầy đủ màu và đầy đủ số điện thoại, bên em sẽ quét đơn tự động được chưa nào. Tí nữa bên em sẽ có nhân viên gọi điện tư vấn cho tất cả các chị gái mình luôn. Bây giờ em sẽ thử đó các chị gái màu vàng. Vàng này không phải là vàng, vàng này không phải là vàng nghệ đâu. Vàng này là vàng 500.000. Ngày nay bên em giảm trực tiếp trên livestream chỉ còn 235.000 các chị nhá. Nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái cho em. Đấy các chị mở ra xem có màu vàng này là mã khác. Đúng rồi, ok cho em ạ. Rồi ok này, chị gái nào mình đặt hàng chốt nhanh cho em đó chính là gì ạ? Xả kaki kèm màu cộng cho em số điện thoại là em vào đơn. Xả kaki kèm màu cộng số điện thoại là bên em vào đơn các chị nhá. Em mặc nhầm màu vàng đấy là mã khác. Bây giờ em sẽ lấy cái màu vàng ở trên tường này để em mặc cho các chị gái mình xem này. Hình như ở dưới đấy hết rồi hay sao ấy. Đấy, chị gái nào mình đặt hàng chốt nhanh cho em đó chính là gì ạ? Xả kaki kèm màu cộng cho em số điện thoại. Màu hồng nha, em mặc là hồng gì ạ? Hồng này là hồng nút cực kỳ là sáng ra luôn. Ui dồi ôi, màu này thì bao trẻ trung và bao xanh sang chảnh các chị gái nhỉ. Ok, mặc màu đỏ sau lưng đợi em một chút xíu. Các chị gái mình lưu ý cho em này, mannequin nó đang mặc đó là mặc tượng trưng rồi, cho nên là em mặc nó cũng thế thôi các chị gái nhỉ. Đấy, bây giờ em sẽ thử màu vàng, sau đó sẽ quay lại màu đỏ này. Đấy, 5 tông màu, màu nào cũng đẹp, màu nào cũng xinh luôn, nên là các chị cứ tha hồ chọn thế nào. Xả kaki kèm màu kèm số điện thoại là em sẽ vào đơn các chị nhá. Đúng rồi, ok chị, màu vàng vừa mặc đấy, màu vàng đấy là má khác cái đấy em không có. Đúng đấy rồi, là nhầm đấy, là em nhầm đấy. Chị nào mà ưng cái áo vàng này, nói chung mặc lên cực kỳ là tôn da luôn. Ôi các chị nhá, giá là giá yêu thương cực kỳ luôn đấy ạ. Đúng rồi, bao nhiêu tiền ạ? Giá chỉ có là 235.000 thôi. Thách thức mọi thời tiết cho em nhé. Áo này mình mặc thách thức mọi thời tiết luôn. Bên em cam kết bán giá bán rẻ 100%, giá rẻ nhất thị trường luôn. Chị gái nào tìm thấy ở đâu bán rẻ hơn hoàn tiền luôn, gấp 10 lần luôn này. Lấy màu đen dùm em, cho em số điện thoại đèo chị gái ơi. Đặt hàng đầy đủ mã sản phẩm, màu và số điện thoại là em lên đơn. Không có số điện thoại bên em xin phép được lập tức là bỏ qua các chị nhá. Bên em chỉ bán duy nhất cho vài chục suất đầu tiên thôi. Bên nói thật với các chị gái là bên em vừa về 2.000 chiếc ngày hôm qua, chỉ like trong đúng riết ngày hôm qua đã hết rồi, bây giờ chỉ còn vài trăm chiếc thôi. Cho nên là chị gái nào mình đặt hàng chốt nhanh cho em đây này. Ui dồi ôi, các chị nhìn cái mũ này, mũ bao rộng rộng luôn các chị nhá. Hàng này nó là hàng chuẩn nên là mũ nó mới rộng như này. Đúng còn rồi. Những cái hàng đều mũ nó bé mình không đội được lên đâu đấy ạ. Đúng đấy rồi. Chị em nào ôm cái mã này chốt nhanh cho em là xả kaki kèm màu kèm xuấn thoại các chị nhá. Đúng đấy, rồi. Nói chung là những chị nào mà muốn đi Sapa hay là đi đâu ấy ạ, mặc chỉ mua cho em cái áo thôi, mặc lên là bao ấm rồi các chị nhá. Đúng rồi, đặt hàng chốt nhanh cho em đó chính là gì ạ? Xả kaki kèm màu cộng số điện thoại là bên em vào đơn các chị nhá. Xả kaki kèm màu cộng số điện thoại là bên em vào đơn đi nào. Nó có cái phần dây rút ở phần dưới eo này, mình điều chỉnh cái độ của mình các chị nhá. Ok này, váy dạ hồng còn nhá chị gái nhá. Váy dạ hồng cổ nơ còn ở lại. À, nếu mà muốn mua có thể đặt hàng luôn được chưa nào? Đấy, đấy. Chị gái nào mình đặt hàng chốt nhanh cho em đó chính là gì ạ? Xả kaki kèm màu. Ủa rồi đang rất là nóng luôn các chị đấy, em nói thật với các chị là em đang rất là nóng đấy. Các chị nhìn nhá, có cái dây rút ở đây. Chị nào mà thích dáng suông ấy thì không cần phải kéo vào đấy, cứ thả ra các chị nhá. Đấy, các chị gái nào, con chị gái nào mình đặt hàng chốt nhanh cho em đi. Em đang đứng ở điều hòa nhiệt độ là 16 độ. Em đang mặc cái con áo này và nó không thấm thua gì luôn. Ok, chị có ơi, đầy đủ size. Áo dạ này của bên em đang bán giá ngoài đại lý là 500.000. Nhưng mà ngày hôm nay bên em bán trên livestream này giá chỉ là 235.000. Đúng rồi, ok này, rồi cái áo màu vàng trước em không bán đâu các chị ơi, áo màu vàng trước là áo của em không bán đâu. Đấy, chị gái nào mình đặt hàng chốt nhanh cho em đi. Xả kaki kèm màu cộng cho em số điện thoại 500.000, ngày hôm nay chỉ còn là 235.000. Bên em chuẩn bị hết hàng rồi cho nên là còn chị gái nào mình đặt hàng chốt nhanh đi. Chuẩn bị hết hàng rồi cho nên chị gái nào mình đặt hàng chốt nhanh cho em là xả kaki kèm màu cộng cho em số điện thoại. Rêu đen, hồng, đỏ, vàng và cuối cùng là màu gì ạ? Hết rồi các chị gái nhá. Đúng rồi. Đấy, bên em chỉ còn vài suất cuối cùng thôi cho những chị nào chốt nhanh được, mà chốt chậm là không có giá nên luôn, mà không có hàng luôn ạ. 500.000 cũng không có hàng thì mà bán luôn em chị nói nhá. Luôn là đây là nó về trải nghiệm sản phẩm đúng các chị nhá. Hàng này là nó chỉ về trải nghiệm sản phẩm thôi, bởi vì số lượng nó đang còn rất là có hạn. Vài hôm nữa nó tăng lên 5-70.000 là 299.000 ngay. Cho nên là đầu vụ lúc nào các chị gái mình cũng được mua với cái giá hạt rẻ các chị nhá. Chị ơi, không phải là bên em không gọi đâu ạ. Có rất nhiều chị cho không biết là lý do là cho nhầm số điện thoại, hoặc là bên em gọi lúc chị đấy đang bận nên là mình không gọi được thôi. Còn chị nào cứ cho số điện thoại trên này là sau khi kết thúc buổi live trong ngày hôm đấy bên em đều gọi điện để chốt đơn các chị nhá. Đúng rồi, nhiều chị với những cái lý do bảo là rồi kê này, bạn bè đặt hộ thì các chị gái mình lưu ý cho em nhá. Đặt hàng cho em chính số điện thoại của mình đấy, để tránh trường hợp là bên em không gọi điện chốt đơn này. Còn chị gái nào mình đặt hàng chốt nhanh cho em đi. Ok, quay đằng sau đây chị gái ơi, đây là đằng sau đây quá. Quay mặt trong luôn. Đây, quay mặt trong. Đây, mặt trong đây chị ơi. Đấy. Đây chị bỏ ra. Đây lột luôn ra cho các chị gái mình xem. Cái hàng để của em nói luôn này, nó chỉ thêu lông một tí ở cái cánh tay này và một tí ở cái phần dưới này thôi. Nhưng mà áo của bên em là gì ạ? Lót lông toàn bộ áo luôn nhá. Đặt hàng chốt nhanh cho em đi. Xả kaki kèm màu cộng số điện thoại, không có giá này đâu. Ở trên thị trường không bao giờ có giá là 235.000 đâu. Nhìn các em này, cái phần lông ở cái chỗ phần cổ này cũng rất là xịn luôn, phần mũ này rất là xịn luôn. Mới đầu các chị gái mình bỏ ở túi bóng ra ấy thì nó hơi bị nhăn nhăn, nhưng mà khi các chị gái mình chỉ cần vẩy nhảy 2-3 lần thôi là nó lại phẳng và mượt luôn nhá các chị gái nhỉ. Đúng rồi, đặt hàng chốt nhanh cho em đi. Chị đi xuống lấy cho em cái kết quả lên đây đi. Đấy, còn chị gái nào mình đặt hàng chốt nhanh cho em đi. Xả kaki kèm màu cộng số điện thoại, rêu đen, hồng, đỏ và cuối cùng là màu vàng. Ui dồi ôi, màu nào cũng xinh. Dưới 58kg chắc chắn mặc vừa cho em nhá. À nhầm, dưới 60kg bác chắc chắn mặc vừa. Bây giờ em bắt đầu xuống lấy kết quả đây các chị gái mình yên tâm cho em nhá. Dưới 60kg mặc bao vừa và bao xinh cho em. Nó có phần dây rút để điều chỉnh. Bây giờ em sẽ mặc lại màu vàng. Đúng rồi, đặt hàng cho nhanh số điện thoại đi. Không có hàng đâu, sắp hết hàng rồi, chuẩn bị hết hàng rồi. Nhanh chóng đi, em nói thật luôn. Hàng này em nói thật, đây là bên em Bảo xưởng sản xuất số lượng 2.000 chiếc mà hôm qua nó mới trả được có hơn 2.000, thì hôm qua nó mới trả được tầm khoảng hơn 1.000, tầm khoảng 1.700, 1.800 đấy các chị ạ. Số lượng có rất là có ít mà đúng chỉ rồi, bán đợt sau là bắt đầu đắt hơn rồi đấy chị. Đúng ơi, đợt sau là bắt đầu đắt hơn bởi vì hàng này nó đang lên giá rồi. Đúng hàng rồi. Này nó đang lên giá rồi các chị nhá. Rồi cái bên em chuẩn bị hết cái hàng này rồi. Hết cái lô đợt đầu bao giờ cũng đẹp nhất và rẻ hơn. Còn bây giờ nó sắp về lô sau rồi, lô sau chắc chắn là 299.000. Lô sau chắc chắn là phải 3 lít rồi, cho nên là lô này vẫn còn 235.000, chất lượng như nhau nhá các chị nhá. Chất lượng như nhau nhá. Em là 1m68. Hàng 3 lít với hàng 235 này của em chất lượng như nhau, bởi vì lô sau của em sẽ về nó đắt hơn, bởi vì sao? Nhân công nó đắt hơn và thời tiết nó cháy hàng. Nó cháy khét mù lên. Hàng này của em là hàng xuất. May rất là chuẩn luôn, cho nên là các chị nhìn cho em này. Hàng chuẩn, hàng xịn thì nó mới có cái đường viền màu đen này. Nó mới có đường viền màu đen này, cực kỳ là đẹp luôn cho em. 235.000 nhá. Rồi em cả 1m68, đọc kết quả. Bây giờ em xin phép được gọi tên 10 chị gái trúng thưởng ngày hôm nay. Em cả 1m68, nặng 50kg, em chỉ mặc size S ạ. Các chị gái mình tập trung cho em nào. Ok, áo vàng nha, cho em số điện thoại. Bây giờ em xin phép được gọi tên 10 chị gái. Hệ thống kỹ thuật bên em đã xin phép được tổng kết lại 10 chị gái. Các chị gái mình nghe nhó cho em này. Em chỉ đọc đúng duy nhất là 2 lần thôi. Cho nên chị gái nào được em gọi tên nhanh chóng chụp nhanh chóng vào inbox cho em xin số điện thoại và địa chỉ các chị gái nhỉ. Ok, chị gái đầu tiên là Mai Anh, Lê Thị Nhân này, Thu Hương này, Xuân Thanh này, Hằng Hà Thị này, Tâm Suri này, Trâm Nguyễn này, Thảo Phương này, Thu Hương này và cuối cùng là Mai Ngọc Bình. Em xin phép được đọc lại thêm một lần nữa. Đúng rồi, các chị nhớ Mai em này. Chị nào mình muốn đặt hàng mình tiếp tục comment cho em là xả kaki kèm màu cộng số thoại kaki lót lông kiều toàn thân được chưa nào? Bây giờ đọc tiếp một lượt nữa này, các chị nghe cho rõ cho em này. Đúng rồi, Mai Anh này, Lê Thị Nhân này, Thu Hương này, Xuân Thanh này, Hằng Hà Thị này không giấu nha, Tâm Suti này, Trâm Nguyễn này, Thảo Phương này, Thảo Phương này, gì đây, Thu Phương này và cuối cùng là Nguyễn Ngọc Bình ạ. Xả kaki kèm màu cộng số điện thoại cho em. Bây giờ em sẽ thử cho mọi người màu xanh rêu và màu hồng nhá các chị nhá. Xả kaki kèm màu cộng số điện thoại cho em. Cái lô này của em sắp hết rồi, cho nên chị nào mình muốn mua mình chốt nhanh cho em. Lô này của em là lô đợt đầu đặt số lượng nhiều cho nên là rất là rẻ. Còn lô sau nó lên đến 299, 300.000 rồi. Chị nào mà bây giờ thấy lạnh rồi thì mua đi. Lô sau rồi đã rét rồi, đã không có áo mặc rồi, còn phải mua đắt được chưa nào. Chị nào mình đặt hàng comment chốt nhanh cho em ạ. Xả kaki kèm màu cộng số điện thoại. Chị nào mình muốn đọc lại thì nữa xem lại like cho em nhá. Em giờ em phải quay ra bán hàng rồi được thế nào. Rồi ok, các chị nhìn cho em lót lông toàn thân này, mũ này, các chị nhìn cho em mũ lông này, nhìn lông này, lông này lông cả mảng luôn chứ không phải là lông độc một nhúm đâu nhá. Lông này lông cả mảng luôn nhá các chị nhá. Rồi ok, hàng cao cấp này, viền đen này, viền đen toàn bộ phần này này, viền đen này. Dây rút ở phần hông này, túi hộp đựng này, sạc dự vòng, dây dự vòng, son vấn các kiểu là điều luôn đi đâu này. Rồi ok, các chị nhìn cho em nhá. Cứ nhìn cho em này. Các chị ơi, bình thường em nói thẳng một câu, đi ra đường em thấy các chị gái toàn đội mũ bảo hiểm trên mũ áo khoác, nhưng ngày hôm nay làm sao ạ? Mình đội mũ bảo hiểm bên trong, mình đội áo khoác ở bên ngoài. Ui dồi ôi, bao ấm mọi thời tiết luôn. Và mặc áo này mình không cần phải quàng khăn cho em các chị nhỉ. Rồi, áo xả kaki kèm màu cộng giúp lại các chị này. Đi thêm cho em đôi bốt nữa là bao sang rồi. Không cần mình phải làm gì cho diêm dúa được nhá. Xả kaki kèm màu cộng số điện thoại giúp em làm mình. Đúng rồi, bao nhiêu tiền ạ? Chỉ có 235.000 thôi các chị ơi. Số lượng có hạn và số lượng có hạn chỉ trong số livestream ngày hôm nay. Bên em bán với cái giá là 235.000 và lưu ý cho em nhé, phí ship toàn quốc bên em 35 đến 40.000. Bởi vì sao? Một con áo kaki này bên em nặng 1,2 cân. Các chị gái mình thanh toán 35 đến 40.000 là các chị gái mình đã hỗ trợ phí ship cho bên em, chứ thực sự ra một cái áo này các chị hãy nhận tấn tay của em là 6-70.000 đấy ạ. Ship về cho các chị như này là bên em đã có hỗ trợ mất 20.000 tiền phí thu hộ rồi đấy ạ. Rồi ok, xả kaki kèm màu cộng số điện thoại các chị nhìn cho em này. Toàn bộ này kaki của em là kaki nhung nhá. Nhận hàng mình kiểm tra hàng thoải mái cho em. Kaki của em là kaki nhung. Đôi khi nhận hàng các chị nó có một cái vài cái lông kiều ở bên trong nó ấy ra ngoài, nhưng các chị phủi đi cho em là được rồi đấy ạ. Xả kaki kèm màu cộng số điện thoại. Đúng rồi, đặt hàng chốt nhanh cho em, đó chính là gì ạ? Xả kaki kèm màu cộng cho em số điện thoại các chị nhỉ. Đúng rồi, kaki của em dài chùm mông các chị nhỉ. Kaki của em dài chùm mông, của em có tất cả là 5 màu luôn. Chị gái là mình đặt hàng mình comment cho em đúng cú pháp đi nào. Xả kaki kèm màu cộng số điện thoại các chị nhỉ. 235.000 các chị ơi, giá đẹp nhất thị trường luôn. Tìm thấy nơi nào bán ở đâu rẻ hơn, hoàn tiền luôn gấp 10 lần và đẹp như này. Nhiều chị gái bảo là thấy hình ảnh trên mạng bán 230, nhưng mà ở bên này bán 235.000. Em nói thẳng một câu là chúng nó có dám livestream. Bên em bán buôn ạ, rồi ok. Đúng rồi, còn bên em đúng rồi, chúng nó có dám livestream và chúng nó có dám cho các chị gái kiểm tra hàng hay không? Nhận hàng cho kiểm tra hàng, like như nào bán hàng như thế. Các chị nhớ giúp em này, đây nhận hàng này rồi ok. Quá là đẹp luôn. Ôi dồi ôi, lông kiều này ấm luôn các chị ơi. Xả kaki kèm màu, đúng rồi, toàn tay luôn. Chỗ khác nó tay nó không có lót đâu. Nhưng mà riêng con này tay toàn lót đây này các chị ơi. Lót từ trong ra ngoài, từ ngoài và trong luôn. Nói thẳng luôn, mặc lộn ngược cứ con đẹp luôn các chị nhá. Rồi ok, 235.000 và 235.000. Chị nào đặt hàng comment chốt nhanh cho em 235.000 nhanh lên này, nhanh lên. Lô sau không đẹp và không rẻ như thế này nữa đâu. Nói thẳng luôn, lô đầu tiên bao giờ cũng là hàng chuẩn xịn nhất. Xả kaki kèm màu cộng số điện thoại cho em là được. Mua với giá 235.000 các chị nhá, giá đẹp nhất thị trường. Giá này là giá đẹp nhất, tìm thấy ở đâu bán giá đẹp hơn, hoàn tiền luôn gấp 10 lần, chuyển khoản luôn các chị nhá. Bởi vì các chị gái mình đã tìm thấy cho em một đầu mối rẻ, nhưng mà sẽ không bao giờ ở đâu có cái giá này đâu. Đúng rồi. Chị em thấy em không thấy tất cả các chị gái mình luôn. Ok, thấy chị gái học đào luôn này. Chị nào cứ có số điện thoại là em quét đơn rồi. Nhớ giúp em này, em quét đơn rồi. Màu hồng đây, màu đen thử chưa? Màu đen thử rồi, thử màu hồng nhá. Đúng rồi, đây là màu hồng, màu hồng rất là sáng ra luôn chị nhá. Chị nào mà thích phong cách mà trẻ trung và ấy thì quất màu hồng cho em, màu hồng phấn tươi ạ. Đây là hồng phấn tươi, hồng kiểu như hồng cánh baby ấy, cực kỳ đẹp luôn. 235.000 chị nhá. 235.000, 500.000. Màu này trẻ lên mấy tuổi. 500.000 mẹ em bán 235.000, bao giá toàn thị trường, bao giá toàn Facebook luôn, bao giá toàn hành tinh luôn, các chị nhìn cho em này. Đấy, để buông như này cũng rất là xinh luôn. Đây, mặc cực kỳ là cá tính. Mà riêng con khoác này của em rất nhiều chị miền Nam đặt nhá, rất nhiều chị miền Nam đặt luôn. Ok này, xả kaki kèm màu cộng số điện thoại cho em nào. Nhớ có số điện thoại mình có đơn hàng nhá. Xả kaki kèm màu cộng cho em số điện thoại đi nào các trái ơi. 500 tròn ngày hôm nay xả chỉ có giá là 235.000, 235.000 và chỉ 235.000. Rêu đen, hồng, vàng và cuối cùng là tông màu đỏ. 235.000 thôi các trái ơi. Ok này, em cao 1m68, dáng là dáng chùm mông các trái nhỉ. Toàn bộ 100% là lót lông cừu. Chị gái nào mình ở Đà Lạt hay ở nơi nào cực kỳ là lạnh, mùa hôm nào mà chuẩn bị một đi Sapa thì không bao giờ phải thiếu một cái con này. Và con này của em đây là hàng Việt Nam nhá các chị nhá. Và hàng này của em là hàng xuất Việt nhá, hàng xuất Việt, xuất châu Âu, cho nên là làm cực kỳ là chuẩn form luôn. Cái form này của em này, cái form này của em là mặc vào người nó gọn người luôn. Cho nên ở bên trong mình chỉ cần mặc thêm cái áo rất là mỏng cho em, không nó sẽ bị kích tay nhá các chị nhá. Nó sẽ bị kích tay và nó sẽ bị béo quá, được chứ nào. Chị nào đặt hàng comment nhanh cho em là xả kaki kèm màu cộng số điện thoại, áo dạ em có nhá các chị nhá. Xả kaki kèm màu cộng số điện thoại cho em được mua với giá 235.000. Áo dạ kẻ có chờ like sau giúp em ạ. Rồi ok. Lông mũ liền áo, đúng rồi, lông mũ liền áo các chị nhá. Lông này liền này, cả một cái tảng lông như này nó sẽ làm liền, nó không làm rời, bởi vì làm rời nó khuy khâu kiếp nó rất là lâu luôn, được chưa nào. Từ 40 đến 58 60 cân mình mặc vừa cho em, mình cứ thế đặt hàng. Bây giờ thử cho mọi người màu đen nhá các chị nhá. Màu đen là cái màu sang chảnh này, đường viền màu trắng này. Đường viền màu trắng này rồi ok. Rồi ok, 56 cân mặc vừa size L cho em, yên tâm này, có số điện thoại mình có đơn hàng. Xả kaki kèm màu cộng số điện thoại cho em ạ. Rồi ok, màu hồng phấn tươi rất là đẹp luôn nhá. Màu rêu quá là đẹp luôn, màu đen thì các chị gái mình nhìn cho em này, hàng chuẩn thì nó mới có cái viền cái trắng ở đằng sau này, viền trắng, còn cái hàng để nó không có đâu. Ok này, chỉ cần comment một lần là vào đơn rồi nhá, không cần phải comment lần thứ hai. Ủa rồi màu đen này sang thế nhỉ. Đấy, chị gái nào mình đặt hàng chốt nhanh cho em đi. Em khuyên chân thành này, chị gái nào mình ra ngâm lấy cho em màu đỏ đô, màu vàng hoặc màu hồng phấn này. Chị gái nào mình béo hoặc là trắng xẻo xinh gái thì lấy cho em màu đen hoặc màu rêu. Hai tông màu này mặc cực kỳ là nổi bật luôn. Đấy, rồi, cực kỳ sang chảnh luôn ấy. Cái màu đen này, màu đen cực kỳ sang luôn này. Chị nào đặt con này comment cho em là xả kaki đen cộng số điện thoại cho em nhá. 5 cái điện thoại iPhone Plus cũng vừa. Khi mà mình kéo quá vào, kéo quá lên tận cổ vào chị ủ rồi nó lại sang là một kiểu khác luôn nhá các chị nhá. Ok, 235.000 các chị nhá, đồng giá xả 235.000 luôn. 500.000 ngày hôm nay xả còn 235.000 này. Đặt hàng chốt nhanh cho em, đó chính là gì ạ? Đúng rồi. Ôi dồi ôi, cái tự ơi, kéo lên quá, lên như này nó khác hẳn luôn các chị ạ. Nó là thành một cái dáng kiểu như là dáng sang chảnh hẳn luôn đấy nhá chị nhá. Xả kaki kèm màu đấy các chị ơi, nói chung là cái này bao đại hàn luôn các chị ơi. Bao đại hàn cho em luôn nhá. Xả kaki kèm màu cộng số điện thoại cho em là mình có đơn. Dòng áo khoác kaki Bắc Ca này là cứ mặc kiểu đơn giản nhất là đẹp nhất, được chưa nào. Đấy, riêng con này các chị đội mũ bảo hiểm bên trong cũng được luôn. Xả kaki kèm màu cộng số điện bên em chuẩn bị kết thúc buổi live ngày hôm nay. Còn chị gái là mình đặt hàng mình chốt nhanh cho em nhá. Rồi, em sẽ để dành ra vài phút cuối cùng. Vài phút cuối cùng, tầm khoảng 2 phút cuối cùng để cho các chị gái mình lên đơn hàng thành công. Đặt hàng chốt nhanh cho em là xả kaki kèm màu cộng cho em số điện thoại, rêu đen, đỏ, vàng và cuối cùng là tông màu hồng. 5 tông màu, 3 size, bao nhiêu tiền ạ? 115 sự lựa chọn chỉ có 235.000 thôi các chị ơi. Đúng rồi, mấy phút nữa quên là mấy hôm nữa là có đợt mới về nhưng mà nó sẽ đắt hơn đấy, em nói chẳng luôn, bởi vì đợt sau mà chị nào mà đợt này mà chưa mua được ấy, đợt sau mà mua thì đắt hơn thì đáng chịu nhá. Bởi vì thực sự là bên em nhập đắt hơn. Đợt sau nó bảo là nhân công tăng, nó tăng lên bao nhiêu tiền đấy rồi ok. Đấy, chị nào mà đúng rồi. Đợt này lô đầu tiên em làm 2.000 thì người ta vẫn tính giá rất là mềm, còn đợt sau người ta bảo là nhân công lên với lại cháy hàng lắm. Cháy hàng đấy, bởi vì bây giờ chưa lạnh rồi. Bây giờ bắt đầu lạnh rồi đấy, cho nên chị nào mình thấy mình mua luôn đi. Bởi vì sao, mấy hôm nữa đã không có áo Z để mặc lại còn phải mua đắt, được chứ nào. Xả kaki kèm màu cộng số điện thoại, màu vàng, màu hồng, màu rêu, màu đen và màu đỏ. Xả kaki kèm màu cộng số điện thoại 235, 235 và 235.000. Còn chị nào mình đặt hàng chốt nhanh cho em, chào các chị luôn này. Đúng rồi, còn chị gái nào mình đặt hàng chốt nhanh cho em nhá. Xả kaki kèm màu cộng cho em số điện thoại và miền Bắc nhá. Các chị gái lưu ý cho em, năm nay sẽ là năm lạnh nhất trong 5 năm tới đây. Miền Bắc sẽ xuống cực kỳ là lạnh luôn, xuống nhiệt độ cực kỳ lạnh, cho nên các chị gái mình nhớ nhá. Chị gái nào mình phải đi làm ban sáng này hoặc là đi hay đi về đêm thì nhanh chóng sắm cho em những cái con áo này đi, rất cần thiết trong tủ quần áo của mình, ít nhất phải 2 đến 3 con để mình mặc thay đổi các chị gái nhá. Đặt hàng chốt nhanh cho em đi, áo này em cam đoan và đảm bảo luôn, còn ấm hơn cả áo phao luôn các chị gái nhá. Ấm hơn cả áo phao luôn. Đúng em rồi. Đảm bảo luôn. Áo phao nó chỉ ấy thôi, còn đây là lót lông cừu. Lông cừu thì bao giờ cũng rất là ấm luôn. Và các chị nhớ giúp em này, đặt hàng cho các chị gái mình kiểm tra hàng luôn, không phải là kiểu vớ vẩn luôn. Không phải kiểu vớ vẩn nhá, kiểu vớ vẩn là không bao giờ nói dám câu là kiểm tra hàng, nói đến cái là ngậm mồm luôn, không dám mở mồm ra. Nhưng mà đây cho kiểm tra hàng để biết được chất lượng sản phẩm. Xả kaki kèm màu cộng số điện thoại cho em. Bao nhiêu tiền ạ? Chỉ có 235.000 thôi, bao giá toàn thị trường, bao giá toàn Facebook luôn cho em. Đặc biệt là các chị nhìn cho em này. Đấy các chị ơi, nhìn cho em cực kỳ đẹp này. Các chị nhìn cho em cái đường viền là may là biết là may chuẩn rồi. Hàng công ty, hàng công ty người ta mới làm chuẩn như này. Còn riêng cái hàng vớ vẩn, hàng chợ, hàng búa không bao giờ có kiểu này luôn. Cho nên chị nào mình muốn mua chốt nhanh cho em nhá. Bây giờ em xin phép kết thúc buổi live ngày hôm nay. Chị gái nào mình chưa đặt được hàng mình tiếp tục comment hoặc là mình inbox cho bên em được thế nào. Bây giờ em xin phép kết thúc buổi live ngày hôm nay. Còn chị gái nào mình chưa muốn đặt được hàng ấy, mình xem lại live cho em được chưa? Bởi vì em nói thật với các chị gái là em sợ cháy hàng, cho nên mỗi lần livestream em phải ẩn luôn hoặc xóa luôn livestream, bởi vì nhiều khi còn không có hàng các chị gái. Dù cái 1m54 mặc được chị gái nhỉ, không quan trọng cao bao nhiêu, mình chỉ cần dưới 60kg. Dáng này của em là dáng dài trùm mông các chị gái ơi, dáng này của em là dáng dài trùm mông, cho nên các chị mặc với chân váy, mặc với quần jean này bao đẹp và bao ấm. Em nói một câu các chị gái mình nhìn nhá, nhiệt độ điều hòa của em đang là 16 độ C, quạt đang thắp thẳng vào người em, nhưng mà em chỉ cần mặc áo này em. Các chị gái mình nhìn thấy em mặc một cái chân váy cực kỳ là ngắn nôi, nhưng mà các chị gái nhìn có nhìn thấy em lạnh không ạ? Nếu mà em lạnh em phải đứng co do như này, nhưng mà em không hề lạnh một chút gì nào, bởi vì mồ hôi đây này, bởi vì nó đường khi mà mình ấm ở phần thân rồi thì nó sẽ truyền xuống ban dưới thì nó sẽ lạnh, nghĩa là kiểu dạng như nó giữ ấm được cơ thể mình đúng không ạ? Ấy đặt hàng chốt nhanh cho em đi. Xả kaki kèm màu cộng số điện thoại 1m54 mặc bao xinh cho em các chị gái nhỉ. Dáng là dáng trùm mông, em cao 1m68 đấy các chị gái này, nhìn cho em. Em mặc chưa hẳn là trùm mông đâu, em mặc chỉ tầm khoảng nửa mông. Cũng trùm hết mông mà. Rồi ok, chùm hết mông gần đến hết, gần chùm hết cái chân váy này. Mà dáng này là dáng trẻ nhá, còn nếu mà dáng dài đến đây thì dễ lại bị già. Đúng rồi, đấy, dáng cho nên là hơn 1 triệu. Đúng rồi, còn cái dáng này, đây đúng rồi, còn cái dáng này nó vừa vải, nó vừa mông, nó vừa trẻ này. Kể cả này 18 đôi 10, kể cả u chị cũng mặc được. Đúng rồi các chị này. Đây nhá, chị nào mà mở vanh ra này rất là trẻ trung luôn. Còn chị nào mà kéo vào nhá, chị nào mà thích sạch sạch em mình mới lấy màu rêu và màu đen cho em. Đúng kể rồi. Cả 1 tháng chị nào biết giữ gì thì không phải giặt áo không cho em. Không phải giặt áo luôn. Đúng rồi. Em nói thẳng một câu là áo khoác, nói thẳng với các chị gái mùa đông không cần phải giặt. Mình mặc qua ngày suốt tháng không có bao giờ phải giặt áo khoác. Mình chỉ cần thay cái áo lót ở bên trong thôi đúng không ạ? Và em nói luôn nhá các chị gái, mình mặc áo parka này ở trong chỉ cần mặc một áo cộc tay cực kỳ là mỏng đúng luôn rồi. Và là một áo hai tay như này. Em này thoải mái. Dòng lông cừu như này các chị xả nước xả vải và nó lưu hương thơm khoảng tầm độ 15 đến 20 ngày luôn. Đúng rồi. Lưu hương thơm tầm 15 đến 20 ngày, bởi vì làm sao cái dòng lông cừu này nó rất là thẩm thấu mùi hương luôn. Đúng rồi. Cho nên chị nào đấy, chị nào đúng rồi, chị nào mà cứ chăm chỉ một chút mình xả nước xả vải vào cái xong bắt đầu nó ngấm vào cái phần vải lông cừu này, mình mặc đi đâu cũng rất là thơm luôn cho em được thế nào. Chị nào mình đặt hàng chốt nhanh cho em nhé. Bây giờ em sẽ kết thúc buổi live ngày hôm nay. Còn chị nào mình chưa đặt được hàng tiếp tục chốt đơn, tiếp tục comment hoặc là chụp ảnh vào inbox cho em. Em sẽ được ẩn cái chị gái nào mà không đặt được hàng thì có thể là chụp ảnh màn hình vào inbox cho em. Em nói thật với các chị ạ, em sợ quá tải đơn hàng, nhiều khi em toàn phải xóa livestream đi các chị ạ. Đúng rồi, các chị nhớ tụi em này, bên em chỉ gọi điện để tư vấn chốt đơn và xin địa chỉ, không yêu cầu các chị gái mình chuyển khoản trước. Thế nên các chị gái mình nhớ tụi em, chị gái mình nhớ tụi em nhận hàng cho mọi người kiểm tra hàng, yên tâm tụi em nhá. Chào tất cả các chị luôn này. Đúng rồi, chị nào nhận hàng kiểm tra hàng thanh toán tiền tại nhà, không chuyển khoản trước. Chuyển khoản trước là lừa đảo các chị ạ nhá. Em nhắc lại một lần nữa, mình là một người mua hàng thông minh, nhận hàng thanh toán tiền tại nhà, không chuyển khoản trước các chị ạ nhá. Nhớ theo dõi, đúng rồi, nhớ theo dõi fanpage và kết bạn với bên em để được luôn được mua cái, nói chung bên em bán cái gì cũng rẻ các chị nhá. Xả kaki kèm màu cộng số điện thoại 5 màu và 3 size để cho nào có size, không phải là không có size đâu. Đúng rồi, và từ 40 đến 60 kg là cam đoan và đảm bảo các chị gái mình mặc bao vừa và đẹp. Còn bây giờ các chị gái mình nhớ là chú ý nghe điện thoại, bên em sẽ có nhân viên gọi điện tư vấn. Còn bây giờ bên em xin phép được kết thúc số livestream ngày hôm nay tại đây, bởi vì hiện tại bây giờ là hết cái số livestream ngày nay rồi. Xin chào tất cả các chị gái, nhớ là chú ý nghe điện thoại cho em nhá. Rồi ok, còn chị nào mình đặt hàng mình chốt nhanh cho em đi nào. Em chào mọi người luôn nhá. Rồi ok, quá đẹp luôn này. Đôi khi đẹp quá vẫn không cháy hàng luôn. Hết hàng rồi. Chào tất cả các chị nha. Lô sâu rồi. Hả? Mấy giờ về không? Đang về rồi. Rồi ok, chào các chị luôn nha.